một câu nữa là bạn phú có gửi tới câu hỏi như sau xin chương trình và tiến sĩ cho em hỏi giữa những vật phẩm tránh tà phổ biến như tỏi nước tiểu à, đồng tử thì ông tử đó, nước tiểu của trẻ con đấy hay là cây dâu thì đâu là những vật phẩm thật sự có khả năng tránh ma tà à, tránh ma trừ tà vâng cái câu hỏi này thì nếu mà nói hết được thì nó cũng hơi dài đấy hôm nay tôi chỉ nói vắn tắt thôi thì vì thời gian hôm nay nó không có không có nhiều tôi chỉ nói là thường ấy mà đi đám ma thì người ta có những cái à, chưa kể những vấn đề về tâm linh đâu nhá thì chúng ta về những cái về vật lý thôi là thường người ta à, à, dùng tỏi tỏi là cái chất à, là nóng à, và nó chống lại những cái âm tính thì dùng tỏi này hay là về chúng ta dùng cái bột kết ấy. chúng ta đốt lên lá bột kết à, quả bột kết ấy hay là dùng cái, cái lá lá của cái cây na ấy, lá na ấy. hay một số cái dầu gió à, dầu nóng ví dụ như là chống cảm mạo như là dầu giờ ch, chống kỵ gió hay là quế dầu quế và một và đặc biệt đó, khi tất cả những cái thứ khi đám ma nó là âm tính nó khí lạnh nhiều thì chúng ta về chúng ta không những bỏ vào trong người đã đành để nó đẩy tất cả những âm khí ra mà về nhà thường đi đám ma về là về đến cổng là chúng ta dùng à, à, giấy báo hoặc cái gì đấy để chúng ta đốt tà cổng ấy và ta nhảy qua lửa đi để hơ à, lửa đi. Chưa nói đến tính tâm linh, nhưng khi chúng ta đi thì những âm khí, những cái tà khí hoặc là những cái mà nó về siêu hình chúng ta không nhìn thấy, à, những cái vi khuẩn của đám ma ấy nó sẽ bám vào quần áo của chúng ta. Thế thì chúng ta đi qua lửa và dùng à, nhiệt nóng, nhiệt lửa để đốt những cái âm khí đi thì để nó nó tránh được tà ma chúng ta gọi tà cũng được người ta gọi là âm khí đi cho nó dễ hiểu thì nó đốt được những điều đó đi thì nó cũng sẽ tránh được chưa kể có khi có nhiều trường hợp tôi ấy, ở đây là gì nó mạnh quá là phải dùng trứng đấy trứng luộc ấy xong là đánh đánh cảm thì ở à, chúng tôi đã thí nghiệm rất nhiều lần đi đám ma xong về dùng thử lấy quả trứng đánh thì cái cái lòng à, à, lấy lòng trắng mà đánh với lại bạc ấy thì cái bạc ấy nhẫn bạc nó trở thành màu xanh hoặc là đen nó hoặc là độc hoặc là cái lấy cái nòng đỏ mà đánh nó thành nó sần sùi như cái gai của cỏ trôm trôm là rất là khủng khiếp mà đấy không phải thí nghiệm một lần đâu nhiều lần với tất cả mọi người đều có như thế cả thì chúng ta nên nhớ là chúng ta dùng những thứ tôi nhắc lại đi đám ma về là chúng ta có thể bỏ ngay trong túi là cái dụng tỏi hay là cái lá quả nát hay là cái uh, dầu gió dầu kỵ gió nóng hay là dầu quế hay là cái à, có một số những cái à, quế à, cái cái cái, cái bộ kết cái quả bộ kết đun hơi nóng để tẩy rửa à, và và đặc biệt là dùng lửa rồi về thậm chí chúng ta có cái nồi nước sông chúng ta sông bằng các loại lá lá là, là lá sông ấy chúng ta ngâm vào một lúc để gọi là đánh tan những cái âm khí, những cái tà khí trong người chúng ta để chống cái, cái 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 âm khí, cái tà khí khi chúng ta đi dợ dự cái đám ma hay là cái chỗ cải táng vì khi chúng ta đi dự ít nhiều cái đấy nó cũng phản phất, đấy, nó có ám vào trong người chúng ta. Ví dụ như nơi đi vào nơi nào đó à, có những nước hương nước hoa nó về mà chúng ta đã ám vào những người à, mũi tinh người ta biết đấy tôi thấy có nhiều những bà phụ nữ mũi giỏi lắm khi chồng đi đâu về là bà đến bà ngửi áo xem là đi với cô nào và cái mùi của các cô ấy nó qua chưa kể nó qua là mùi của phụ nữ khác ám áo là nó ngửi thấy ngay vậy thì đi đám ma cũng vậy đi là cái âm khí hoặc những cái tà khí những cái đấy tuy là mình không để ý nhưng mà cái siêu hình nó vẫn bám thì chẳng qua ví dụ như là cái loài mũi nó rất giỏi như là mũi chó chẳng hạn mũi chó săn nó giỏi lắm thậm chí là cái khăn mà có khi mấy ngày rồi người cái đấy nó vẫn đi tìm được vậy thì vì cái vi cái vi lượng đấy rất là nhỏ chúng ta không nhìn thấy nhưng vẫn ảnh hưởng cho nên cuối cùng đi đám ma về chúng ta nên dùng lửa để hơ để đốt những thứ đi hoặc là về ngâm tẩm bằng nước ấm để mà tẩy rửa những cái âm tính âm khí những cái tà khí đi thì khi đi đám ma cảm ơn các bạn sau này chúng tôi sẽ có chủ đề là đi đám ma như thế nào và không nên đi ai không nên đi đám ma và đã buộc lòng phải đi đám ma thì ta dùng biện pháp như thế nào để thứ nhất là chúng ta không thất thố với những cái việc mà có những gia đình người ta đang buồn tủ như vậy thì ta làm để cho họ khỏi phải tự ái hoặc họ cảm thấy phản cảm nhưng đồng thời chúng ta phải giữ sức khỏe cho đối tượng của những người còn đang sống rồi những người phụ nữ hoặc những người rất là ốm yếu sẵn thì phải nên giữ gìn như thế nào trong đối với cái đám tang đám ma cảm ơn đại Có một câu hỏi được gửi về chương trình như sau Làm thế nào được biết mình nặng vía hay yếu bóng vía Thì cái này chả có cách nào khác là các bạn phải thực hành về thống kê Ở cơ quan tôi cũng có trường hợp ý Giải thích về thế nào là vía, thế nào là phách, thế nào là hồn thì nó còn dài dòng Sẽ thành chương trình khác à, Nếu như có ai hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời Nhưng bây giờ bạn chỉ hỏi làm thế nào Để biết vía à, À, là gì vía yếu hay là vía nặng à, anh này nặng vía hay là anh này nhẹ vía à, rồi yếu bóng vía hay là không yếu thì tôi trả lời về cái mục đích ấy thôi còn thế nào là vía thế nào là phách thế nào là hồn vân vân thì chúng ta sẽ đi vào chương trình khác câu hỏi khác hôm nay chúng tôi chia sẻ là làm thế nào biết rằng mình nặng vía hay là nhẹ vía cái người nặng vía anh cái người nặng vía thì đi đâu mà chúng ta cũng thấy là gặp cái người đó ôi nay thì gặp phải cái bà đấy ông này nặng vía đó sao cũng hỏng và các, ở cơ quan tôi cũng có những trường hợp các cô các cậu ở trong cơ quan thôi thống kê nhưng tất nhiên họ thống kê họ chỉ xẻo với nhau họ không nói thẳng để cho cái người có cái vía nặng ấy, là họ không bị tủi thân hoặc tự ái là ví dụ như đang đi này đi công việc ví dụ hôm nay cơ quan này đi đến chỗ này chỗ này để làm việc a và b nhưng mà trên đường bước cầu thang hoặc ra ngõ mà gặp cái người này thì y như rằng là thất bại bảo ui dạ, gặp phải cái người nặng vía lắm hay là đi chợ mà gặp phải cái người này thì sao cũng còn mua bán hàng ế ẩm và đặc biệt là đi thi mà gặp cái người nặng vía này thì sao thi cũng trượt đấy, Có nhiều những việc là gì Nó như kiểu người ta gọi một câu là trâu trắng xuống đồng Thế này nặng vía này đi đâu gặp người này Cũng hỏng việc Hoặc là trục chặt Thì ta gọi là nặng vía Và cái đấy cái duy nhất ta phải thí nghiệm Ở tôi khi còn bé Tôi cũng gặp một cái người Có những khi đàn ông mà có khi là đàn bà Mà hỡi cái đi à đánh nơm đánh cá đánh tôm ấy là mà hôm nào mà vác rậm vác giỏ đi đánh cá mà gặp cái ông nặng vía kia y như rằng là về coi bằng không luôn thì câu mà gặp cái ông cứ về chẳng được bạc bao, bao nhiêu cả đấy hoặc là cũng có gặp phải có bà vía nặng đi chợ y như rằng mình mua thì chẳng được cái y ý, ý muốn gì cả mua thì mua đắt bán thì bán rẻ nhưng mà có khi gặp phải cái người nào mà vía tốt thì là gì là mua may bán đắt để làm việc gì cũng hành thông trọn vẹn và thậm chí cái người đó là còn mệt ở chỗ là tết thì cứ nhiều người đến nhờ đến sông vía sông hàng đấy. đấy, còn cái người nào nặng vía đi qua cái đấy nhá xin lỗi các vị đi qua cái xong là người chủ hàng người lại lấy à, cái giấy xong đốt hơ vía hơ vía hơ vía hơ vía tức là lại hơ cái người đi và kể cả cái việc cái vị đấy đến thăm cái bọn trẻ con ấy tôi chứng kiến nhiều lần bọn trẻ con ví dụ như một vài tháng thôi cho nên là trong vòng một tháng người ta cấm người ta không muốn cho mọi người đến thăm và đẻ sợ có có nhiều người uh, mà gọi là nặng vía ấy. đến là sao trẻ con đêm về nó khóc di giả di giả cũng biết rồi là phải người mẹ bắt đầu phải dậy à tôi vậy đốt vía nhá xin các bà tổ cô mạnh đến phù hộ nhá rồi đốt cái vía của cái bà này bà này đi coi những vía à, à, vía nặng thì vía xấu thì đi à, vía ác thì đi vía lành thì ở lại nhá đốt 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 như vậy là đốt vía thì kể cả người vía nặng đến thăm trẻ con cũng gây ra trẻ con nó hay khóc nó ăn bột vân vân đi uh, mua hàng ở nào đó cái cô bán hàng ế ẩm cũng mang đấy là vía là đốt rồi đi công việc của cơ quan gặp cái người đó thì việc cũng hỏng rồi đi à, ngày xưa chúng tôi đi bắt tôm bắt cá bắt cua hay là đi đi gặp cái người nặng vía về hôm ấy là rất là kém nhưng ngược lại có những khi gặp phải những người gọi là tốt vía thì người ta cũng hay nhờ mà tôi cái điều này là tôi kinh nghiệm ngày sự mẫu thân của tôi lúc còn tại thế là không những cụ ai đau đến sờ sờ đấm đấm này, Nó tự nhiên bảo ú, hỏi tôi bảo ui sờ rồi mẹ ơi mẹ cứ mê tín thế này chết con rồi, bây giờ trong nhà mình có người hoạt động mê tín dị đoan thế này chết làm gì có chuyện sờ sờ đấm đấm nữa khỏi bệnh. Thế là lần sau mọi người trong làng phải chờ tôi đi vắng đó, hay là đã bắt đầu mới bắt đầu đến rón rén đến đến mà khi đâu tôi này bất ngờ tôi về thì có bạc các bạn đến làm gì mà không tôi đến chơi thôi đến thăm thăm mà cụ thôi chứ không dám nói là cụ sờ sờ đấm đấm đâu nhưng có điều rất đặc biệt tôi chứng kiến là khi ai đi chợ ai đi đâu đó mà gặp vía của mẹ tôi thì lại rất là may mắn cho nên họ cứ đầu làng đi đâu bảo mai tôi đi chợ nhé bà nhé thì tôi đi qua chỗ bà thì bà nhấc thúng tức là có một cái thúng đội này thì bà này động tay phải nhấc nâng lên thế là hôm đấy là vừa bay bán đắt đi chợ à, bán hàng rất là nhanh thì đấy có có người vía nhẹ vía tốt vía là như thế còn có người nặng vía thì đi đâu gì đắm trâu đấy đi đâu việc gì cũng hỏng việc này là do thống kê còn tại sao thì nó còn tương sinh tương à, à, à đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu cũng do về vật tâm linh cái người đó trong kiếp đây thì họ rất là tốt nhưng có khi kiếp trước những người đó không ưa làm cái công việc thiện không ưa làm cái việc tốt cho đời mà cái tâm đố kỵ làm việc gì cũng không muốn cho người khác hơn mình cho nên là gặp người đó là cái chắc trở là chính người đó chắc chắn là kiếp trước người đấy là tâm đố kỵ không muốn cho ai hơn mình cho nên khi gặp người đó thì người đó dìm hàng đi một cấp. Nhưng ở đây chúng tôi theo dõi ở kiếp này thì người đó lại rất là biết rằng mình có cái 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 tật là ai gặp mình về thì họ cũng tránh. Nhiều lần người ta biết chứ. Ví dụ đang đi đâu không đi gặp này tự nhiên người ta quay về hoặc là đi thăm bà đẻ mà gặp cái bà này thôi. Thôi nay ở nhà thì à, không có ai trông với nhà có cho giữ hoặc nhà thế này khác thì hôm khác bà đến tức là hôm đó là người ta cũng tránh thì cái người có vía nặng ấy cái nặng vía ấy thì bắt đầu là hình dung ra là người khác tránh mình họ cũng biết cho nên là họ ăn ở họ cũng tốt hơn mà khiêm tốn hơn nhưng đấy không phải tội tại kiếp này tội kiếp này ít thôi nhưng đa phần do cái tâm sinh à, tâm sân hận và đố kỵ của kiếp trước không muốn ai hơn mình và khi đã không muốn ai hơn mình thì gặp người ta thì người ta dìm hàng là chuyện về mặt tâm linh cho nên hôm nay với câu hỏi của bạn tôi sẽ trả lời thế này gặp người nặng vía à, thì chúng ta thấy rằng là có thể theo thống kê gặp nhiều lần mà đều công việc đều ách, chắc, ách tắc ách tắc vướng víu thậm chí à, à, học giỏi nhưng mà thi cũng điểm không được cao nữa nhưng không trượt nhưng mà ví dụ đáng là điểm 10. mình chỉ còn điểm năm eh, sáu ví dụ như vậy à, cho nên là có nhiều những cái trục chặt không đáng có những cái lỗi kỹ thuật tự nhiên xảy ra thì ở đây gọi là cái người nặng vía và theo thống kê mà thôi còn theo tâm linh đó là cái đức hạnh của người đó trong kiếp trước Vậy thì trong kiếp này Người nào hay sinh tâm đố kỵ với người khác Thấy người khác hơn mình Thì mình đố kỵ Mình dèm pha Rồi mà mình ném đá Thì người đó kiếp sau chắc chắn Đã thành nặng vía Đến nỗi mà không ai muốn gặp nữa mà thậm chí nó có thế này là nhiều khi trường hợp ấy là ăn cơm cùng mâm người ta cũng tránh Thế, thương ngại nhiều khi cũng thương Chứ mà người đấy không những đi Đến cái cỗ bàn chỗ chạp Mà người ta cũng sợ cái vía Cho nên ăn cơm người ta cứ làng làng lảng đi Người ta ngồi cái mâm khác Ngồi với cái ông bà nặng vía người ta cũng ngại Để làm chung nhau uh, Hợp đồng người ta cũng ngại Nếu có ông ký vào người ta Đi xem sẽ bỏ ký với ông này không được đâu Cái vía của bà này nặng lắm Cho nên đi làm hợp đồng người ta cũng không Không thích chung đi khiêng hay đi làm bất kỳ chung người ta cũng ngại người ấy chỉ hơi tụ lùi thủi làm à, cô độc một mình thậm chí về tình duyên cũng khó bởi vì sao trong nhà mình có vợ hoặc chồng mà nặng vía đi đâu mình cũng khổ thì à, làm cái gì cũng, cũng 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 bị vướng tắc cho nên là à, về trường hợp nặng vía kiếp này mình cố gắng mình tu hành và mình hoan hỉ tâm gọi là tâm hoan hỉ và mình à, bao dung hoan hỉ với thành tích của người khác giúp đỡ người khác tiến bộ lên thì cái việc cái nghiệp chướng do cái nặng vía nó sẽ bớt đi còn những người trong kiếp này xăm soi đố kỵ à, à, đến mức là của mình trong này người ta có câu là cùi mục bà để trong dương mà đứa nào động đến thì trầm hương của bà luôn Đấy, không muốn cho ai hơn mình cả thì kiếp sau người đó trở thành nặng vía đi đâu người ta cũng lảng tránh Đấy, thì đây để nói về cái vía còn đương nhiên nói về cái vía tốt thì nó ngược lại ngược lại với lại nặng vía thì các bạn cái này do thống kê mà thôi không phải do một cái uh, nguyên lý hay là xoay xăm gì cả mà thống kê sẽ sinh ra cái việc đó. Thì cảm ơn bạn có những cái câu hỏi về vía. Có một bạn nói rằng là có người nói mỗi khi gặp ma thì niệm Phật hoặc trì chú à, là ma vương sợ quá biến mất tức là Phật lớn hơn ma nhưng sao con thấy có câu nói là Phật cao một thước Ma cao à, mười thước hay Ma cao một trượng tức là thước và trượng thì đương nhiên là phải mười thước mới được một trượng nếu vậy thì Ma lớn hơn Phật thì khi gặp mà, mà niệm Phật thì thì trì chú làm sao Ma biến được được mà có khi Ma nó đánh lại kính mong thầy Hoan hỉ giảng giải cho con Được nghe Đấy, à vâng bạn này cũng có một cái logic rất là thú vị rằng là khi niệm Phật thì ma vương ấy chạy mất nhưng mà lại nói rằng phật cao một trượng ma cao 10 trượng thế thì làm sao mà niệm phật nó chạy được vậy thì hai cái này có mâu thuẫn với nhau không à, thế ở đây thì chúng ta nên nhớ này à ở đây chữ cao ở đây Ở à, đây là Phật cao một trượng, ma cao một trượng Ý nói ở đây nó là Phật thần thông thôi Hoặc biến hóa thôi Ví dụ như ta nói câu này cho dễ hiểu Ví dụ như võ trèo tường khoét vách hoặc móc túi trộm cắp thì có khi là kẻ à, kẻ trộm còn giỏi hơn công an đấy cao ở chỗ đấy cao là cái trò ma lanh ma nó là thần thông biến hóa thôi nói chứ cao ấy chứ không phải cao phải đạo đâu bây giờ nếu thi cái kẻ à, trộm cắp này hay là kẻ trấn lột này hoặc là cái kẻ mà khủng bố này có khi nó còn giỏi hơn cả công an của chúng ta vậy thì người ta nói về cái trò thần thông biến hóa thì là thần thông biến hóa việc này sang trò khác thì ma nó còn nó còn à, à, hơn cả biến hóa hơn cả các vị phật đấy nó sỏ xiên hơn nó à, 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 hung tàn hơn đấy. cái cao đấy người ta không nói là cái cao về đẳng cấp không cao về đạo đạo lực mà ở đây khi chúng ta niệm Phật thì giống như đối diện kẻ cướp với công an thì kẻ cướp phải sợ công an vì sao đằng sau công an có pháp luật vậy thì đằng sau đức phật đó là gì là luật nhân quả ma rất sợ luật nhân quả chứ đem ra pháp luật thi với đó thì nó sẽ hơn nhưng đem nhân quả ra thì ma rất là sợ vậy thì kể cả trong đời sống chúng ta hàng ngày những cái bọn quỷ dữ ma vương quỷ dữ rất sợ luật nhân quả mà phật những cái vị tu hành là tượng trưng cho luật nhân quả cho tránh đạo vậy thì kẻ cướp là võ thuật rất giỏi nhưng rất sợ lực lượng công an vì đại diện cho pháp luật thì ở đây bạn chú ý là ma sợ niệm Phật tức là nó không phải sợ chúng ta đâu mà sợ cái luật nhân quả khi chúng ta niệm Phật đã mang cái luật nhân quả ra dọa ví dụ dừng cướp bảo mày đừng có cướp nhá mày có phạm luật bao nhiêu đấy thì bắt đầu nó sợ nó chạy ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây có hai lý do một là ma nó sợ luật nhân quả chứ không phải sợ đối tượng chúng ta thứ hai nữa là cái tính ma trong người mình cũng có nó tương thông với cái ngoại ma trong người ta có hai loại một là nội ma ấy thì thường nó đi theo trong tâm chúng ta nhưng trong người chúng ta cũng có mà thiện lành cho nên trong tâm ta có phật và cũng có ma Đấy, phật cũng là gì phật tâm mà ma cũng là ma tâm nếu như chúng ta gặp một cái chướng ở bên ngoài gọi là ngoại ma phật ma bên ngoài gọi là ngoại ma thì chúng ta những cái ma sợ trong người ta nó cảm ứng với ngoại ma thì hai cái giống như thằng việt gian phản động với cái thằng ngoại sâm ấy nó kích hoạt lên thì cũng khủng 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 khiếp đấy nhưng nếu như mà thằng ngoại sâm vào mà chúng ta diệt đi mang cái lực lượng à, yêu nước ra để chống đối với với ngoại sâm thì cái thằng việt gian phản động cũng phải im lìm luôn vậy thì cái nội ma trong người chúng ta nhưng khi chúng ta niệm phật thì tự nhiên cái nội ma của chúng ta dẹp xuống mà khi cái nội ma dẹp xuống thì cái tính thiện à, cái tính phật tính của chúng ta lại trỗi dậy thì như vậy là khi cái ngoại ma nó thấy chúng ta không bị à, tương ứng nữa thì nó biến mất là đúng thôi nó cộng hưởng mà nếu như chúng ta sợ ma thì ma bên ngoài với ma bên trong nó cộng hưởng lên nếu ta sợ nhưng mà khi ma bên ngoài mà nó không gặp được cái nội ma bên trong của chúng ta à, thì tự nhiên là cái nỗi sợ ma nó sẽ biến mất, nó là như vậy. thì thông qua câu hỏi này của bạn là gì? chúng ta niệm Phật này, hay là niệm mà trì chú, ma nó sợ trong đó cái nỗi sợ nội ma của ta cũng biến mất và cái ngoại ma nó không có gì cảm ứng cả, cho nên cũng biến mất. chúng ta thấy Đức Phật khi trước khi thành đạo rất nhiều ma vương quỷ sứ các nơi nó đến để mà nó à, để mà à, thi triển các cái phép thuật rồi nó làm đủ các trò để lung lạc vì sao khi mà chánh pháp giống như là ánh sáng đi đến đâu thì cái bóng tối nó bị mất đi đến đấy thì cái cái môi trường của bọn ma vương quỷ sứ nó mất chỗ hoạt động cho nên nó dùng nó chiến đấu với đức phật nhưng mà tất cả đều mà không thắng được ở đức phật thì lúc ấy nó chạy mất nó thậm chí còn đe dọa sau này nó sẽ quay lại vậy thì chúng ta thấy là cái thiên ma là ma bên ngoài không chiến thắng được cái nội ma bên trong còn nếu như chúng ta để cho cái nội ma nó à, à, không diệt đi được thì gọi là tàu hỏa nhập ma những người à, luyện nội công hoặc là ngồi đang tu hành mà để cho cái ma bên trong nó phát triển thì gọi là tàu hỏa nhập ma thì nó tương ứng với cái ma bên ngoài thì chúng ta là coi như là chúng ta tiêu tan luôn còn nếu như chúng ta không sợ như đức phật không sợ những cái bọn ma vương quỷ sứ thì ngài đắc đạo là thành đạo luôn vậy thì ở đây khi chúng ta gặp ma chúng ta niệm phật chỉ chú thì ma vương quỷ sứ bên ngoài thấy niệm phật chỉ chú là nó sợ luật nhân quả đồng thời chúng ta cũng nhắn với cái tâm mình là chúng ta có phật tâm ở bên trong hỗ trợ chúng ta chúng ta không có sợ gì cả nội ma nó biến mất và những cái tính thiện cho người chúng ta là gọi là bi trí dũng thì cái chữ dũng lược của chúng ta ấy, là phát triển như trong kinh chúng ta là gì là à, vô ngại đấy là không sợ sệt đấy, trong trong kinh chúng ta đọc là vô ngại là không sợ sệt thì chữ dũng ấy trong người chúng ta bật dậy thì ma nó sợ nó chạy là tự nhiên ma nó bỏ đi là ý nó là như vậy thì có hai lý do để cho cái câu này để mình bạn sẽ khỏi xa xa đà vào, vào cái câu là là tại sao là ma cao mà cuối cùng niệm ma nó chạy nó chỉ cao về cái thần thông thôi chứ nó không cao về luật kết quả mà ma rất thấp về luật nhân quả cũng như cái bọn trộm cắp rất thấp về pháp luật cho nên mang pháp luật ra là nó sợ nó chạy là lý do như thế